Ở tập trước, thầy Đồ nhận hai anh em Thiên và Địa vào học miễn phí. Thiên và Địa luân phiên nhau lúc học lúc làm. Nhưng Thiên thì thích học lười làm, còn Địa đi làm về không còn sức để học. Bẩm thầy, con có thể học ban đêm. Anh Thiên học xong, chỉ lại cho con. Anh Thiên sáng dạ hơn con. Nếu cứ bữa học bữa làm như vậy, thì tụi con sẽ mãi chẳng đi đến đâu hết. Đây là việc riêng của hai con, nên ta cũng không có ý kiến. Nhưng các con phải nhớ, việc quan trọng này cần nhiều sự hy sinh và rủi ro. Các con phải cân nhắc kỹ. Ta chỉ hy vọng các con là anh em tốt, mãi thương yêu nhau, thì rồi thành công sẽ đến đền đáp công sức của hai đứa. Em nói thật sao? Em sẽ đi làm nuôi anh ăn học hả? Vất vả lắm đó. Hai anh em mình làm mà còn chật vật, huống gì mình em. Thì anh thương em, anh ráng học thật giỏi, đậu trạng, làm quan thật nhanh đi, để em được học lại. Rồi em sẽ làm quan giống anh. Anh em ta cùng làm quan. Giờ em làm, anh học làm quan. Mai này anh làm quan rồi á, anh nuôi em học làm quan luôn. Chúng ta cùng làm quan.